nổi bật với vai trò là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia chương trình kết nối cung cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2023. Công ty CNG Food với thương hiệu Aha Pizza đã thu hút sự quan tâm của người tham dự bởi những sản phẩm mì rau củ tươi sấy lạnh dinh dưỡng được sản xuất trong quy trình khép kín theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Với sứ mệnh vì một cuộc sống khỏe mạnh hơn cho cộng đồng, Aha Pizza đã tập trung đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc hiện đại trong dây chuyền sản xuất, mang đến các sản phẩm mì có tỷ lệ rau củ tươi lên đến 38% cùng nhiều vitamin khoáng chất mà vẫn giữ được sợi mì dai, mướt, mọng, ngọt tươi, góp phần tối ưu giá trị dinh dưỡng trong từng bữa ăn của người tiêu dùng Việt Nam. Cho đến nay, Aha Pizza đã không ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm thực phẩm sạch chất lượng cao, từng bước hướng đến mục tiêu trở thành công ty thực phẩm hàng đầu khu vực với các sản phẩm sạch có thành phần nguyên bản từ tự nhiên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.